Theo thống kê từ Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam năm 2019, Việt Nam đón 3 triệu lượt khách chơi golf, trong đó một nửa là khách quốc tế, doanh thu khoảng 4.500 tỷ đồng. Riêng quý 1 năm 2020, dù trong hoàn cảnh du lịch quốc tế bị đóng băng, lượng khách và doanh thu trong phân khúc này vẫn tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Có thể thấy rằng, du lịch golf đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển trong những năm gần đây. Thống kê về cả nước thì đã có hơn 60 sân golf và theo định hướng nữa thì nó cũng cần lên cả trăm cái sân golf trên cả nước. Không tính 2 năm về Covid nhá, thì trước đấy là 3 năm thì cái lượng khách mà đổ về thị trường Việt Nam về đánh golf ấy, là nhất là cái mùa này là cái mùa cao điểm của du lịch về du lịch golf. Đấy. Thì hầu như tất cả các sân golf ở Việt Nam là đều full. Nên chúng tôi luôn luôn trong tình trạng là full tee time, full booking. Bên cạnh việc tập trung phát triển các sân golf đạt chuẩn và hiện đại, các doanh nghiệp cũng chú trọng triển khai các khu resort, nghỉ dưỡng cao cấp đi kèm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng khi đến các điểm trải nghiệm golf, bởi người chơi không đến các sân golf để chơi đơn thuần mà để nghỉ dưỡng, tham quan và khám phá. Đây có thể nói rằng là một cái sản phẩm du lịch thu hút rất là tốt đối với khách du lịch quốc tế mà chơi golf. Đây cũng là một lượng là đối tượng khách tiêu nhiều tiền cho những cái chuyến du lịch của họ. Và tôi nghĩ rằng đây cũng có thể là một cái chiến lược phát triển dành cho ngành du lịch của chúng ta, tức là kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với golf. Trong trường hợp mà có thay đổi về cái quy định về giãn cách rồi quy định về cái quy định về tuân thủ cái mà để đảm bảo cái an toàn về Covid ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái lượng khách, nhất là cái thị trường các nước như là Hàn Quốc hay Nhật Bản hay Trung Quốc thì họ cũng sẽ đổ vào thị trường Việt Nam khá là nhiều. Việt Nam ngoài lợi thế khí hậu nhiệt đới, ấm áp quanh năm, thuận lợi cho việc chơi golf còn sở hữu nền văn hóa đặc sắc cùng tài nguyên thiên nhiên trải khắp các vùng tỉnh thành trên cả nước để kết hợp cùng du lịch golf. Đây cũng là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp khi mở cửa du lịch trong tình hình mới.